Công ty Ảnh Dương phát hành bộ phim Tình Taxi do TVB sản xuất. Giám đốc sản xuất Lương Tài Diễn, biên kịch Lưu Tiểu Quân, biên tập Giả Dĩ Nam, Ngô Diệu Đồng, đạo diễn Âu Diệu Hưng, với các diễn viên Trịnh Tắc Sĩ, Quỳnh Hạo Nhiên, Từ Tử Sang, Quách Thiện Lý, Tào Vĩnh Liêm, Nguyễn Quỳnh Đan, Lý Hương Cầm, Quách Phong cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Bích Ấn, Xuân Thu, Quốc An, Ẩn Mùi, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dung, Thanh Bình, Nguyên Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Hùng Dũng, Khánh Phương, Minh Thảo. Tập 15. Bà thấy thằng tôi bộ nó muốn trở lại với con đó. Con có thể là có đồ công điện của nó. Bà không hiểu nó có gì tốt, vừa không đẹp là dữ dằn nữa. Con có thể cho con cảm giác ấm áp. Bây giờ ta muốn đánh cho mày một cái. Kiếm giờ thì dễ được kiếm người nào giỏi hơn mình. Sao khi không người ta vu oan cho anh chứ? Bây giờ hắn muốn của em, muốn dụ em lên giường. Thì ta chết tiền của em không có chỗ của anh, không có ở nhà. Biết gì đi. Anh taxi à? Chiếc taxi của tôi ở đường bên cạnh thôi. Lắp đầy radar, theo dõi tôi suốt ngày đêm sao? Không phải, thằng Bảo có cờ lớn ra sân bay rồi, nên mới tới đón anh thôi. Tôi trẻ trung mạnh khỏe, cần gì chạy lái xe tới đưa đón chứ. Đâu muốn giờ sự thiệt tán gái nữa, vậy đừng có làm phiền tôi đó nghe, hả? Anh tán cái gì chứ, bị tổn thương bây giờ. Ở đây khó đón xe lắm, tin tôi đi. Lúc trước tôi đã ở đây mà. Tôi nhớ, chị đã nói rồi, chị đám cưới với Triệu Hắc Ký không bao lâu, dọn tới khu này ở mà. Phải. Lúc trước chỗ này là khu Sầm Quốc, Sang Sang đã sinh ra ở đây. Anh coi, bây giờ phá đến nỗi lúc trước sống ở đây vui vẻ lắm. Nhưng những thứ vui vẻ đó đã phá hết rồi. Nè, không có đâu. Nè, ở đây hết rồi nè. Đi nhớ mãi mãi, cũng không có biến mất được đâu. Anh taxi à? Hả? Người đó có phải là anh Phát không? Đúng rồi. Nè, Triệu Phát Ký. Anh Phát. Triệu Phát Ký. Anh Phát. Anh Phát. Anh Phát. Anh Phát. Anh Phát. Chị Phát Kỳ. Rõ ràng là vô đây. Hay lên trên kiếm đi. Ờ. Nè chị Phát, chị Phát. Sao hả? Lúc đã hình như được Phát Ký cầm theo cái này. Cái túi như vậy nè. Triệu Phát Ký. Nè Triệu Phát Ký, có phải anh không? Trả lời tôi đi, bị người ta tú cầm rồi sao? Đây đi, mấy người đây đây. Anh còn muốn trốn tới bao giờ nữa? Tất cả một người đang tìm anh đó, tự nhiên giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Anh hai à, anh muốn hù chết người ta sao? Mặc cho tôi chết đi, tôi chết cãi tôi. Anh có biết không, chị Phật và Sang Sang nhớ anh tới nát ruột nát gan. Nếu như chết á, chắc chắn hai người đó chết trước rồi. Nè anh muốn chen chân á, làm ơn xếp hàng đi. Anh không ra chứ gì, được phá ô trụ của anh, còn anh trốn được ở đâu? Khỏi đem taxi, mặc kệ anh đi. Thực tế anh không muốn sống với mẹ con tôi. Chứ nếu không thì lý nào không nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi, dửng dưng bỏ đi như vậy. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ép buộc anh về có ý nghĩa gì mới được chứ. Thôi thì phân chia ranh giới, đừng dây dưa bất nhất, càng làm đôi bên đau khổ hơn. Anh Ngụy à, tôi tới đây muốn nói chuyện ly dị với anh. Anh bỏ đi không nói không rằng, làm vậy là không đúng. Có phải nên ký luôn giấy thỏa thuận ly dị cho tôi không? Trả lại sự tự do cho tôi, để sau này tôi tự do lo liệu bản thân. Nếu anh không phản đối, ngày mai tôi sẽ tới văn phòng luật sư ký luôn giấy ly dị. Tôi nghĩ tạm thời anh cũng không dọn đi, tôi nhờ luật sư đem tới đây cho anh ký được không? Anh taxi, đừng làm phiền anh Ngụy nữa, chúng ta đi đi. Nè chị Phận à, chị Phận. Tôi không muốn nhìn thấy ảnh nữa. Chị Phận à. Phận à, thôi em đừng đi.
Bằng à, ý của anh không phải như vậy. Không phải anh không muốn gặp mẹ con của em, anh không dám gặp hai người thôi. Anh nghe đám cho về tung tin khắp nơi, nếu tìm được anh thì nó sẽ giết anh ngay. Không phải anh bị chuyện đâu, anh chết không có gì để nói. Nhưng anh sợ nếu chung sống với em sẽ liên lụy cả nhà, anh thật sự không yên tâm. Cầu Ký à, tôi biết anh trọng lượng bao dung. Nếu tôi có điều gì bất trắc phơi thay ở ngoài đường, tôi xin anh chăm sóc mẹ con họ giùm tôi. Tôi nợ anh kiếp sau tôi làm trâu bò trả lại cho anh. Anh nói cái gì? Anh nghĩ bây giờ anh làm vậy là cao cả lắm sao? Anh chết đi, anh đẩy mẹ con tôi để cho anh taxi, anh nghĩ mẹ con tôi là gì? Là một đống đồng nát? Hay anh taxi là dân thua mua? Không phải Phật à, em nghe anh nói đi. Anh biết lỗi rồi. Ban đầu anh không nghe lời mọi người, chữa lành cánh tay, còn tự buông thả mình uống rượu cờ bạc. Tối ngày trút giận lên mẹ con em, anh sai, anh biết anh sai mà. Tha thứ cho anh đi. Ý của anh là đã rõ lắm rồi. Anh vô trách nhiệm lắm. Anh đã mượn nợ phải trả là chuyện rất công bằng. Anh bỏ đi, anh không chịu trách nhiệm. Lúc đám cưới, anh đã nói sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Anh vô trách nhiệm lắm. Những gì anh đã nói, anh không giữ lời, anh gạt tôi. Anh không phải là con người, tôi không muốn gặp anh nữa. Tôi không muốn gặp anh nữa. Vâng à, em đừng đi. Tôi thất vọng về anh lắm. Tôi không muốn gặp anh nữa. Vâng, em đừng đi. Nè chị Phận à, ngồi đó làm gì vậy? Nè đi ăn chè đi hả? Đi. Không ăn đâu. Cha con anh ăn đi. Nè thành thật mà nói, hôm nay tôi gặp ảnh, tôi cảm thấy anh thật sự hoàn toàn khác hẳn. Tình trạng của ảnh hoàn toàn trái ngược y như cũ rồi. Anh taxi, anh đừng nhắc tới ảnh nữa. Ảnh vô dụng lắm. Tôi đã bỏ ý định rồi. Vợ chồng vốn như chim trong rừng, để nó ập xuống thì cùng nhau bay. Bãi chiến trường này là do ảnh gây ra, bắt ảnh gánh cũng đúng thôi. Nhưng không hẳn là ảnh không đáng binh vực. Tôi với lúc trước chỉ có nói, trước khi ảnh xảy ra chuyện, ảnh là người cha tốt, người chồng tốt. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy ân hận lắm. Lúc vợ tôi còn sống, tôi không biết thương cổ. Tôi không phải là người chồng tốt, không biết dạy dỗ con. Tôi không phải là người cha tốt. Đứng trước mặt ảnh tôi thực sự không dám ngẩng cao đầu. Sao? Con người ai mà không có lỗi chứ. Ai cũng có lúc sai lầm. Chỉ coi như ảnh đã uống nhầm thuốc quá hạn, hết tác dụng thuốc rồi sẽ tốt lại ngay thôi. Có gì quan trọng lắm đâu. Ảnh chỉ gây ra bãi chiến trường thôi. Tôi thu dọn cho ảnh hả? Tôi đem thế chấp cái nhà. Ảnh thiếu người ta bao nhiêu tiền tôi trả giùm cho ảnh cho. Đương nhiên là không được. Đó là trách nhiệm của ảnh. Anh để ảnh tự mình gánh chịu đi. Anh đừng ôm vào mình nữa. Chị Phận à, chúng ta là bạn thân mà hả? Tôi thu dọn cho bạn thân của tôi. Tôi cam tâm tình nguyện. Anh taxi. Tôi không cảm thấy bị thiệt thòi đâu. Chị nghe tôi nói hết kìa đã. Sau khi thu dọn chiến trường này rồi, ảnh có thể ngẩng cao đầu làm lại từ đầu. Tôi không tin. Chị không muốn ảnh có thể ngẩng cao đầu làm lại từ đầu. Tôi không tin chị không giúp ảnh làm lại từ đầu. Tôi tin bắt đầu từ ngày chị đám cưới với ảnh, chị đã xác định cùng ảnh chịu cực suốt đời rồi. Những câu nói này đã ẩn chứa trong lòng của tôi lâu lắm rồi. Tôi không muốn nói với chị lâu lắm rồi. Chị còn yêu ảnh thì chắc chắn nghĩ thông suốt. Tôi không làm phiền chị nữa. Chủ,
Hãy tô mì viên sợi lớn đi. À xin lỗi, hết bồi viên rồi, ngày mai tới sớm đi ha. Xin lỗi nha. Anh Phát, ăn cơm đi. À rồi rồi rồi. Chà, ngon quá ngon quá. Tranh thủ ăn nhanh, lập thêm bồi viên ra bán hết rồi. Mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, làm việc đừng nôn nóng quá. Nôn nóng cái gì, mệt cũng không sao, càng mệt càng thấy vui. Con ngoan, đừng sợ, sắp tới bệnh viện rồi. Hả? Vâng à, bệnh viện nó đâu rồi? Đâu rồi? Chết, qua ba ngã tư rồi, quay lại đi. À, vậy sao? Con nó ngủ chưa? Chưa đến mệt ngủ rồi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Làm con giật mình. Happy birthday to you. Quà sinh nhật của em nè. Anh Phát. Em muốn có lâu rồi mà. Anh cứ cho em nghĩ tới là được rồi. Đồng hồ mắc quá, sao lại tốn tiền mua vậy? Mắc mấy cũng phải mua cho em. Nè, đeo thử coi ha. Đeo nó rồi, phải nhớ tới anh đó. Em sẽ đeo nó suốt đời, mãi mãi cũng không tháo ra, mãi mãi sống bên cạnh anh. Anh rất muốn nghe câu này. Cô có lộn không vậy? Lại làm bể đồ nữa. Dạ xin lỗi nha, bây giờ tôi lập tức hút lại ngay. Anh Đông. Anh Đông. Mày làm lớn lo cho đàn em vậy sao? Xin lỗi anh Đông, em sẽ dạy nó thích đáng. Ý tao hỏi mày, mày lo cho đàn em vậy sao? Mày để cho nó bị thương sao? Sao không xin lỗi đi? Xin lỗi. Dạ không cần đâu, bây giờ tôi lập tức quét dọn ngay. Còn không phụ dọn? Dạ biết rồi anh Đông. Tay của em bị trầy, dễ làm độc lắm, không cần làm việc nữa. Xong rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ em ra ngoài làm việc nha. Sang à? Dạ. Lúc nãy thấy em như người mất hồn vậy, đã xảy ra chuyện gì? Dạ không có gì. Dạo này em hơi nhức đầu, chắc là bị cảm rồi. Ok, về nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, em làm thêm thôi, nếu nghỉ thì không có lương lãnh nữa. Sao hả? Kẹt tiền lắm sao? Có gì em cứ nói ra. Cũng khoảng mấy trăm ngàn làm sao giúp được. Trời, em nhỏ nhắn vậy nợ người ta mấy trăm ngàn, bị người ta gạt sao? Không phải đâu. Tại ba em thiếu người ta mấy trăm ngàn tiền nợ lãi cao đó. Nợ lãi cao thôi phải không? Sao không nói sớm cho anh biết? Anh nói cho em biết nha, em đã làm việc ở đây, tức là người trong nhà, huống hồ em là bạn thân của em Tình. Anh không tìm được lý do gì không giúp em. Chuyện như thế nào, nói đi. Ba em bỏ nhà đi, nhà cũng bị người ta tịch thu, tiệm cũng không còn. Bây giờ em và má đang sống ở nhà của bạn thôi. Má rất muốn giúp ba trả số nợ lãi cao đó, nhưng mà đột ngột quá, làm sao kiếm được nhiều tiền. Nè, anh nói cho em biết, anh Đông này không có gì giỏi hết, chỉ là có đồng bạn bè thôi. Để anh giúp em vụ này. Thật sao? Có bao giờ anh gạt em đâu. Cảm ơn anh Đông nha. Lão ăn mày này hả? Muốn ăn cắp hả? Cái lon này là của tôi. Tôi thấy trong túi này không có ai lấy. Tôi lượm mà. Bây giờ tôi cũng đang đứng ngoài đường, không có ai nuôi nè. Có phải muốn lượm luôn tôi không? Bà ơi, tôi không dám. Đi đi, kiếm ăn ở địa bàn của tôi hả? Đúng là ăn mày mà. Còn đứng đó nữa. Tôi đi. Đàn ông gì đâu, ai tệ như ông vậy, không chịu kiếm việc làm, tới đây lượm rác. Khó khăn lắm tôi mới lượm được cái số lon này, muốn ăn cắp nữa hả?
Em lấy giấy thỏa thuận ly dị tới cho anh ký sao? Thôi đi. Tôi tới dành chỗ của anh để anh hết chỗ ngủ. Còn không thì tôi sẽ ở lại đây ngủ với anh suốt đời. Phần à, anh không mặt mũi nào gặp lại mẹ con của em. Đứng lại. Ăn cắp hả? Lại đây. Dám đánh vợ của tôi hả? Đánh vợ của tôi hả? Cẩn thận đó anh Phát. Đánh vợ tôi. Đánh vợ anh Phát. Anh Phát đừng đánh nữa. Chết đi. Chết đi. Đi. Cũng may. Số tiền này anh để dành trả cho cầu ký. Nhưng còn tiền nợ lãi cao của năm cho vay không biết phải trả làm sao nữa. Anh taxi đã thế chấp căn nhà, nói là trả nợ lãi cao giùm anh trước. Hả? Anh nhớ trước kia chúng ta nghèo nhất cũng là ăn tôm muối cải xào cháo trắng, nhưng lúc đó bữa nào cũng ăn ngon miệng lắm. Sau này nhà số sang sang nó tốt, quán của mình càng ngày càng đắt, từ bán ở vỉa hè lên mở cửa tiệm. Làm gì có, nhờ tay nghề của anh tốt thì đúng hơn. Không phải đâu, anh nghĩ từ nay cũng không có nữa. Anh Phát, không làm được không có nghĩa là cùng đường. Lúc trước hai chúng ta bữa no bữa đói, suốt ngày dầm mưa dãi nắng. Anh cảm thấy bây giờ chúng ta nghèo hơn trước đây, chúng ta thê thảm hơn trước đây sao? Nếu ngay cả bản thân cũng không chịu giúp bản thân, trời cũng không giúp chúng ta đâu. Em yêu anh là vì anh rất cứng rắn, con người có nghĩa khí. Anh gặp bất cứ khó khăn gì, không bao giờ anh bỏ cuộc. Anh không muốn cầu cạnh ai và cũng không cầu cạnh ai, cho nên anh mới trở thành người làm bò viên nổi tiếng. Em mới được làm bà bán bò viên nổi tiếng. Anh Phát, lúc trước anh làm được, bây giờ anh vẫn có thể làm được. Em không có gì giỏi, em giỏi nhất là ủng hộ chồng. Nhưng anh không cần sợ, anh làm lại từ đầu. Tiếu phần này dùng cả sinh mạng ủng hộ anh. Đầu từ bây giờ anh sẽ làm lại từ đầu, anh không để mẹ con em lo lắng nữa. Anh Đông à, bên kia dây đó sao rồi? Em ngồi xuống đi. Anh đã cho người tìm nắm cho dây đó rồi, nhưng mà tìm chưa được, điện thoại chú có không nghe, không biết có phải dẫn mặt không. Yên tâm đi mà, anh biết đám người nào phiền ba em, anh tìm được tụi nó sẽ lập tức lôi chúng ra. Anh hứa với em mà, cả nhà em sẽ mau chóng được đoàn tụ thôi. Ok. Ồ, vậy em ra ngoài làm việc cái đã.
Em không sao chứ? Lại không khỏe à? Chắc là em bị cảm nhẹ thôi. Em coi em kìa, chắc chắn là lo cho gia đình đến nỗi như vậy rồi. Thì anh tới đây. Ở đây anh có chút thuốc cảm đặc hiệu, sau khi em uống vào ngủ một giấc sẽ không sao đâu. Chị Phận à. Nè Sáng Sáng. Nè, cả hai không có nhà, có khi nào đi tìm Triệu Phát Ký không? Lập tức nhắn họ, trả tiền nợ trước đã. Được rồi, đi đi. Bán xe giấy này trước đã. Bỏ đi, tặng cho người ta đi. Không, mười mấy 20 đô lận. Alo. Nè chị Phận à, có phải chị đi gặp Triệu Phát Ký không vậy? Phải, anh taxi. Tôi đã có 300 ngàn rồi. Chị đem trả nợ trước đi, đưa Triệu Phát Ký về trước đi ha. Anh taxi nói đã giải quyết số nợ đó cho anh rồi, em sẽ đem đi trả cho đám cho dây. Cảm ơn anh dùm anh đi. Anh Phát nói cảm ơn anh. Khoan cảm ơn đã phải không? Chị kêu Triệu Phát Ký lập tức cùng mẹ con chị về đây trả hết nợ dai đi. Vậy thì từ nay khỏi phải phiền phức nữa. Sang Sang không đi chung với chúng tôi. Ủa, nó không đi chung với chị sao? Nhưng nó đâu có ở nhà. Alo, ai đó? Ai đó? Sao sao? Anh bảo đi. Sao chủ em ồn vậy? Em ở đâu? À, karaoke. Em đang cùng gia đồng Di Vũ. Tụi em vui vẻ lắm. Nhà karaoke nào chứ? Anh Đông nào? Hả? Có phải Đông Sophie không? Nhà sao nói chuyện liếu lưỡi vậy? Có phải em phê thuốc không? Thuốc cảm của anh Đông lợi hại lắm. Anh cho em uống thuốc cảm. Chỉ là đã phê thuốc rồi. Cái gì? Sao sao xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Anh Bảo. Là hỏi mày nó đang ở phòng nào? Anh Bảo à? Không liên quan mày. Nè, đây là gì? Đây nè ba. Nè, có phải chú bà không? Anh là ai vậy? Sáng Sáng. Sáng Anh Bảo, anh nhất định phải tự vui lắm đó. Sáng Sáng à? Sáng Sáng. Mày đừng hiếu gì mày không tìm, nhất định tìm nó. Mày biết nó và ta có quan hệ gì mà? Mày bị điên hả? Tại nó tự phê thuốc hưng phấn quá thôi. Đồ cặn bã. Đủ rồi nha. Mày còn động tay, đừng nói anh em tình nghĩa cũng không còn. Đến lúc đó đừng nói tao ý đồng hiếp yếu đó. Tao Xuân Phiên à, ý đồng hiếp yếu không phải anh hùng gì. Có bản lĩnh á thì cậu vật lộn với tôi đi nè. Tôi nể mặt ông, rồi ông là chú cầu. Bây giờ ông tự cao mặt mình chứ gì. Đừng trách tôi không khách sáo đó. Vào vô đi. Mày có giỏi đâu. Không biết nữa. Mày biết cạnh chân sao? Tìm đi. Quay lại. Bây giờ con nhỏ đi rồi, kệ nó. Tôi phải lập tức thu dọn chỗ này, đừng để phiền phức. Dạ dạ. Đông đi chạy lên. Kìa kìa. Sao sao? Nè, mà đừng xông tới đó. Cô đang phê thuốc đó, không chừng nhảy xuống dưới cho coi. Chị Bận. Nè sao sao? Em làm gì ở đó vậy? Làm gì hả? Thi Vũ thôi, anh không thấy sao? Là chị Bận gặp. Tôi và Bảo gặp Sang Sang đang á, đang ở sân thượng quán karaoke. Bắt đường rồi, bắt đường rồi. Nè, trên đó cao quá, nguy hiểm lắm. Em xuống đây đi, nhảy chung với anh nè. Chứ cầu, chú mập quá làm sao nhảy được. Sang Sang, con làm vậy không đúng nha. Chị thấy người mập với chú hả? Không phải, con nói vậy tôi là ăn hiếp chú. Chú có biết không, lúc này con cảm thấy rất nóng, nóng đến nỗi con gần như muốn chết như sông vậy đó. Đừng chết nha. Nhưng mà bây giờ con thoải mái lắm. Chú coi cơ thể của con có nhẹ nhõm không? Con muốn giống như con chim vậy. Bye. Con xuống đây đi. Nè xuống đây. Nó đang phê thuốc, từ từ thôi. Nó té xuống gió thì phức lắm. Bây giờ tính sao đây? Từ từ bước tới đi. Con. Hai người tới đây làm gì hả? Đi. Lần trước biểu diễn hai người không chịu tới coi. Lần trước ba không được rảnh mà con.
ba lại nói dối con, mà nói dối. Nói ngay cái đánh đập má và chửi má. Không sao? Có, hết đánh rồi, hết rồi, hết rồi. Ba biết lỗi rồi, từ nãy ba không đánh má con nữa, không chửi con nữa. Ba nói dối, ba xấu xa lắm. Ba đã làm gia đình tan nát rồi, con ghét ba. Đừng mà. Ba lại đi được, con phải bay thôi. Đừng mà. Ba quỳ xuống đây năn nỉ con, mà con xuống đi, con xuống đi. Ba quỳ xuống làm gì chứ? Con ơi, ba quỳ xuống đâu? Con đi, đừng con mà, đừng mà, đừng con, đừng kìa mà. Con, nè, con. Con à, ráng lên, ráng lên, con, ráng lên con ơi, ráng lên ra, nắm chặt vô, nắm chặt vô, ráng lên con ơi. Con ngoan, con muốn chết. Con ngoan, ráng lên đi, ráng lên. Anh Phát, nắm chặt đi con. Anh Phát, nắm chặt con ơi. Con ngoan, từ nay ba sẽ cố gắng, ba không cưỡi con nữa. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Cẩn thận, cẩn thận đó. Rồi, rồi, con, rồi, con, rồi. Thoát nạn rồi, thoát nạn rồi. Con ngoan à, con, bà hứa với con, từ nay bà sẽ lo cho con, bà không chửi con nữa. Con xin lỗi. Làm bà sợ muốn chết à. Con xin lỗi. Con làm bà sợ quá. Chị Phân à, tôi kiểm tra nhớ két nước đầu xe cho chị rồi. Được rồi, có thể giao xe cho ca sau. Cảm ơn anh. Không có gì. Giao ca thôi, có cần kiểm tra kỹ vậy hay không chứ. Còn nhắn tin quả tốc kêu tôi tới coi giùm nữa. Có những chuyện cần phải đâu đó rõ ràng. Nhất là số tiền trả nợ giùm anh Phát của anh. Sắp tới tôi sẽ chia đợt trả lại cho anh. Đồ tính với tôi hả? Được, tôi tính với chị. Nè, thằng Bảo đã làm cho Triệu Phát Ký không thể đánh bò viên được nữa. Số tiền đó coi như bồi thường. Từ nay đôi bên hết thiếu, không còn nợ nhau nữa. Làm sao hết nợ mới được chứ? Số tiền lúc trước anh Phát xòe tay kêu anh đưa đâu? Tôi có tật thích phát tiền mà. Bây giờ anh tới tôi cũng sẽ phát cho anh thôi. Anh phát cho ảnh thôi. Lúc tôi và con tôi không có chỗ ngủ, anh cũng chứa chúng tôi, tính sao đây? Được rồi, nó không lại chị. Có tiền lý nào lại không lấy. Nhưng mà chị tiêu xài thỏa thích. Hết chỗ tiêu nữa chị mới trả cho tôi phải không? Quyết định gì đi. Thôi đừng có nói nữa, quyết định gì đi. À phải, sắp tới tôi và anh Phát định qua Singapore phụ giúp chị tôi. Chị đó người đang bán cơm gà Hải Nam bên đó sao? Chị tôi mở tiệm mới rồi. Dạo trước anh Phát có chuyện, chị đã kêu tôi đi rồi. Nhưng mà lúc đó tôi làm sao đi được chứ. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nên qua bển coi thử. Vậy thì Phát Ký nghĩ sao? Ảnh không có gì làm ở Hồng Kông, qua bển coi có phát triển được hay không. Còn Sang Sang, nó có thích hay không? Còn nhỏ đó, tôi định qua bển ổn định rồi mới đón nó qua bển. Ai ngờ nó nói nếu đi thì cùng đi. Sang Sang làm đúng lắm. Nó giỏi như vậy, cho dù đi đâu xuyên huyện qua tỉnh nó cũng giỏi như thường. Nè, chị có định chuyện nào đi không? Vậy hôm nữa đi rồi. Cho nên chị muốn kiểm tra kỹ chiếc xe. Vậy nên từ nay không lái nữa hả? Nhưng nói thật, lái taxi một thời gian cũng có hơi luyến tiếc. Công lý nào có trí nhớ không đáng tiếc hả? Hãy nhớ hướng về phía trước. Phía trước thứ gì tương lai, đạp hết ga. 5.000 vòng rất là dễ bị phạt. Nè, mở tiệc nha. Nè, hôm nay em giống như biết bài thật vậy. Anh còn cười em nữa sao? Em cần gì sợ người ta cười. Anh nói cho em biết, làm người vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở chỗ đó. Tôi là hơi cù lần nhưng thích hợp lắm. Anh cũng vừa mới bị hiệu trưởng nhắc nhở thôi. Có thời gian thì cùng với chị Tâm qua Singapore đi, để em làm cột đèn đưa hai người đi tham quan các nơi. Nè, chưa hết đâu, còn có một cây cột đèn mập. Chắc chắn đồ đi theo, chắc chắn chạy không thoát đâu. Nói trời, đồ xấu cho lần người ta hả? Đánh tét mong con bây giờ. Nè, nó nói là sắp mời ba đi Singapore ăn cơm gà Hải Nam, uống trà dục cốt vậy mà không chịu à? Không có đầu cá bún gạo, tôm hùm Sri Lanka, có được không kêu ba đi nha. Để coi bộ máy của ba có nên thân hay không cái đã. Mọi người đi đâu về vậy? Anh taxi đó, một hai đội mua đồ tặng cho ba con. Chú sợ Trường Phát Ký đầu giác rơm quên mất chú, đừng cố tình mua quà cho ảnh để ảnh nhớ chú thôi. Anh cầu à, anh mới là người tốt bụng đại nhất đó, lý nào tôi cũng nhớ anh được. Ba là cái gì ạ? Ba con tự chọn đó, con coi đi. Bà đã chọn hai cái bi sắt này, rảnh rỗi thì tập tay, điều trị tay thôi. Chú Phát à, hả? Qua đây. Đi. Chuyện gì vậy? Nè, ngồi xuống đi. Làm gì vậy? Trời. Sao vậy? Từ đó đến giờ con chưa đích thân xin lỗi chú. Thôi, đứng lên. Đứng lên. Nè, đứng lên. Tôi cũng qua kính vật. Anh cầu, anh ngồi xuống đi. Tôi có lỗi anh. Phá tôi đúng hơn á.
lấy thêm cái ly ra đi. Thôi lên, mọi người cùng uống. Dạ. Nè, anh ngồi đi, anh ngồi đi mà. Được rồi, anh làm ngồi đi, anh ngồi đi. Phải, anh ngồi đi, ngồi đi. Anh ngồi đi. Xuống đi. Ngồi. Anh ngồi, ngồi đây nè. Tôi. Chào hứa ngồi xuống được rồi. Tôi có lỗi với anh. Nè, thức ăn gần đủ rồi, sắp ăn được rồi đó. Nè, còn thiếu cậu Tiến mà. Thôi khỏi đợi, cậu ta có chuyện không có tới được đâu. Dạo này nó giống như bị điên vậy, bắt chước người ta chơi trò gia đình ồn ào. Vợ chồng nó cãi nhau thôi. Nè, gần đây tôi học cách làm ngỗng quay. Tất cả mọi người giúp tôi nếm thử coi, nếu ngon thì nói cho tôi biết nha. Thôi, bạn ơi, lúc trước còn nhỏ ở quê anh đã làm món ngỗng quay này rồi. Không có bò chiên, anh có thể tập trung tinh thần lại làm món trứ danh khác hả? Ngỗng quay chính tông Triệu Phát Ký. Chẳng phải là anh đi phụ bà con của anh bán gà Hải Nam sao? Nè, anh làm vậy tức là giành khách thôi. Ê, gà và ngỗng nước sông không phạm nước giếng, mà nay để bán thôi. Bạn à, có đúng vậy không? Cũng tốt, nghiên cứu thử cũng tốt. Không có gì đâu, mọi người cũng thấy rồi đó. Triệu Phát Ký vừa đẹp trai lại thông minh, chắc chắn làm được. Em tin tưởng anh. Ôi trời. Được, sau này tôi được tên tuổi, mà hết tất cả mọi người ở đây cùng nhau bay qua Singapore ăn ngỗng quay miễn phí luôn. Ý, hay đó. Nè, cạn ly. Dì Phần, đối với chú Phát, đúng là hết chỗ chê đó, không hề ruồng bỏ. Nếu anh là Triệu Phát Ký, em đã tung chân đá anh rồi. Trời ơi, em tệ quá vậy. Anh thử tệ với em hơn nữa đi, đợi ba má em về, không buông tha anh đâu. Sợ? Không phải là anh sợ, nhưng mà anh sợ sau khi họ về đây, nhìn thấy anh, không thích anh, nhìn anh chướng mắt, không ưa anh thôi. Vậy thì em cho anh một chút thông tin nha. Lúc trước họ cũng làm ngành giao thông. Nếu anh có cơ hội chở họ thì ráng lái xe cẩn thận một chút, cố gắng tỉnh táo là được rồi. Chuyện này thì em có thể yên tâm rồi. Ngoại trừ lần đó bị người ta phạt đậu xe trái phép, những luật khác anh cũng không còn tái phạm nữa. Có giỏi đến cỡ đó không? Giỏi thì chắc chắn rồi. Có bù đắp gì, có biểu hiện gì hay không đây? Anh thật không biết mắc cỡ. Anh thiệt tình ạ. Thôi được. Vậy còn coi được. Thì ra hai đứa đang quen nhau thật. Em Cao Lệ Tâm, em nói cho tôi biết, học sinh nói dối thì phạt thế nào? Nhẹ thì ở lại, nặng thì ghi khuyết điểm. Không biết ai đã nói bản thân là học sinh gương mẫu. Nội thấy con là học sinh phạm lỗi thì đúng hơn, đã biết vẫn phạm. Con mới chính thức quen ảnh thôi mà, tình cảm chưa có ổn định, định sau này mới nói với nội đó. Tức là con không tin tưởng vào cuộc tình này. Nội à, tụi con không phải giỡn cho vui đâu. Có phải nội không thích con quen ảnh không? Nội có quyền phản đối sao? Con sợ ba má không thích tôi. Nếu họ phản đối thì con bỏ cuộc sao? Con đã lớn rồi, nếu có bạn thì tự mình quyết định đi, mặc kệ người ta nói gì. Quan trọng nhất là thật ra hai con yêu nhau cỡ nào. Nhiều khi nội đặt những câu hỏi khó đó, con không biết trả lời. Để con suy nghĩ lại mới trả lời nội. Hà Gia Bảo, có cây cờ lớn thưởng cho con. Con tới sân bay đón hai người bạn của bà đi. Sướng vậy, hiệu trưởng đã kêu, con đâu dám từ chối. Sao thân quen quá được, gặp ở đâu rồi chứ? Không biết má có chuyện gì mà bí ẩn như vậy, kêu chúng ta tranh thủ về. Cũng chừng mà muốn tạo bất ngờ cho con tâm thôi. Là bắt trai bắt gái, trời hiệu trưởng chứ không vậy sao? Nè, cậu thanh niên à, lấy xe cẩn thận chút đi. Xin lỗi nha. Bác Tài, dạ. Bây giờ cậu có thể lái nhanh hơn rồi. Ở đây có thể chạy 80 mà. Cũng được. Đừng nhanh quá, cũng đừng chậm quá. Quan trọng là an toàn. Như chính phủ đã nói, không tai nạn trên đường, Hồng Kông người người thích mà. Cảm ơn. Dạ, đây con. Bác Tài, cậu đúng là tốt bụng thiệt á. Không cần khách sáo đâu. Alo. Nội ở trên lầu nhìn thấy rồi, tất cả thuận lợi chứ? Hiệu trưởng là sao không nói sớm vậy? Có gì lên đây mới nói đi. Lên trên nè. Bé Tâm. Ba. Nè, sao ba má chị nhanh vậy?
Gia Bảo, sao anh ở đây vậy? Ý, con cũng biết bác Tài này sao? Thì đó. Hai bác nếu không có gì con xin phép. Cũng được. Hai Gia Bảo. Má. Hay, đóng về tới rồi hả? Dạ. Gia Bảo à, sao xa lạ vậy? Tới rồi thì ngồi chơi một lát đi. Mệt lắm phải không? Ngồi đi. Chị ba. Gia Bảo, ngồi đi. Tôi vô trong lấy chút trà hoa cúc cho mọi người uống nha. Có người toát mồ hôi rồi. Cũng một chút thôi. Hèn chi cậu tài xế này phụ giúp như vậy thì ra là quen biết ha. Đúng là thần lắm đó. Nhất là đối với bé Tâm. Phải. Bé Tâm, giới thiệu Gia Bảo cho ba má biết đi. Ba má à, bạn của con Hà Gia Bảo. Bác Tài bác gái, chào hai bác. Cậu Hà, chào cậu. Chào bác, chào bác. Ngồi đi. Gia Bảo còn là bạn trai của bé Tâm nữa đó. Bé Tâm à, sao trong điện thoại không nghe con đề cập tới vậy? Thì đó, có bạn trai chuyện lớn như vậy chẳng phải nên nói trước cho ba má biết sao? Trước đó con còn nói là chưa có bạn trai mà. Nói mà, tức là đợi ba má về thì con sẽ nói. Gia Bảo là học trò trước đây của má, nổi tiếng nhất trường đó. Nhưng không phải là nổi tiếng ngoan, nổi tiếng quậy. Ngồi yên đi, nghe hiệu trưởng dạy dỗ đi. Tuổi trẻ đương nhiên là hơi bốc đồng, lúc nhỏ con cũng vậy thôi. Vậy thì khó trách lắm, đi một ngày đàn học một sàn khôn. Từ sau bài học cách đây 2 năm đến nay, bây giờ Gia Bảo đã cải tà quy chính, làm lại từ đầu rồi, hả? Làm lại từ đầu? Cậu ta từng phạm tội sao? Con người quý nhau sự chân thành, phải tôn trọng lẫn nhau. Nội à... Tâm mà, con không muốn ba má con tìm hiểu Gia Bảo hay sao? Thì đó, sai thì phải nhận, đánh thì phải đứng yên. Nếu cậu là bạn trai của con tôi cũng muốn tìm hiểu cậu kỹ hơn. Cậu có thể nói cho tôi biết cách đây 2 năm đã xảy ra chuyện gì? 2 năm trước, con bị say rượu lái xe, đụng chết người, ngồi tù 1 năm mấy. Hà Gia Bảo, người ta thì nhiều đời làm cảnh sát, còn mày là lái taxi thế chỗ thôi. Chở người ta đi dạo phố thì còn được, muốn đưa người ta về nhà sống trọn đời sao? Chỉ thêm nhức đầu thôi. Bé Tâm à, không phải ba má phản đối con quen bạn, nhưng tại sao con lại chọn một người có lai lịch phức tạp như vậy để quen? Con yêu con người của ảnh thôi, không liên can gì đến lai lịch của ảnh. Nhưng có lần con đã nói muốn làm một cảnh sát tốt, tạo dựng sự nghiệp trong ngành cảnh sát, ba má mới cho con ở lại Hồng Kông thôi. Bây giờ thành tích gì cũng không, chưa có gì hết, lại đi quen với một người đã từng ở tù sao? Để má nói một câu công bằng, bé Tâm lập được thành tích tốt là một cảnh sát giỏi. Đó, Hà Gia Bảo đó là do đích thân nó bắt được đó, coi như đã lập được công lớn rồi. Nó yêu tội phạm sao? Bộ tưởng trong phim ảnh hả? Hai người này thật sự không đánh không quen biết, mới gặp nhau đã quen nhau rồi. Vậy thì thoát khỏi hiện thực đi. Nội à, lúc trước nội nói Hà Gia Bảo là người tốt, anh có thể làm lại từ đầu, còn nói không cần biết người ta nghĩ gì, quan trọng là bản thân thích. Bây giờ nội nói ngược hoàn toàn. Đúng là nội có nói không cần nghĩ người ta nghĩ gì, nhưng nội không có nói ngay cả ba má con và bà nội cũng không cần quan tâm. Con làm bạn với Gia Bảo, nội không phản đối. Nhưng Gia Bảo muốn làm bạn trai của cháu gái nội, nội cảm thấy không đơn giản như vậy. Nè Tâm à, nội của con nói rất đúng. Con và cậu lái taxi đó, anh ta là Turbo, Hà Gia Bảo. Hoàn cảnh của hai người thật sự khác xa quá, đến với nhà cũng chưa chắc là tin mừng. Hơn nữa không chừng cậu ta còn cản trở cơ hội thăng tiến sau này. Con nên suy nghĩ lại đi. Bây giờ mới bắt đầu thôi, chia tay cũng không tổn thương cho lắm. Con giỏi như vậy, con sợ không quen được người khác sao? Đó, cậu thanh niên lúc trước theo má đến Sơn Đỉnh đó, từ chức PC nhỏ cho đến chính phủ cho ra nước ngoài tu nghiệp, tháng sau về đây làm thanh tra, còn nói là mời má tới nhà cậu ta ăn cơm nữa. Vậy thì sao chứ, ba má à, con đã lớn rồi, con biết bản thân con đang làm gì mà, ba má tin con đi được không? Con biết ba má cảm thấy anh lái taxi từng ở tù không xứng với con chứ gì, ba má cũng sợ lỡ để người ta biết con của ba má có bạn trai như vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng ba má có nghĩ chúng ta là nhân viên cảnh sát, ngoài trừ bạo giúp dân, diệt trừ cái ác, chúng ta còn có trách nhiệm giúp cho những người từng phạm tội có cơ hội sửa đổi, chứ không phải nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ. Nắm trong cô đó, bình thường nói toàn nhân nghĩa đạo đức thì là giả thôi. Bắt đầu từ giây phút này, bà coi thường con người đó. Ai kêu con lái taxi, bà không thể trách người ta được. Lái taxi bắt mặt lắm hả? Phục vụ cho đa số người dân cao cả lắm. Nè khổ nổi, con còn vô trong tù ở hơn 1 năm rồi. Đầu con vác rơm hả? Ở tù mới đáng quý, chứng tỏ con từng trải. Họ vô trọng chưa? Họ từng trải chuyện này chưa? Bà cũng lý luận thiệt.
bản thân của con cũng tự coi thường mình, đáng bị người ta coi thường lắm. Ba không phải con, ba không hiểu được đâu. Điều duy nhất ba không hiểu là sao con chọn cảnh sát chứ, họ có gì tốt, dùng để giữ nhà an toàn hơn sao? Ai vậy? Nắm đông cô hả? Đưa ba nói cho. Là Tâm đó, ba im lặng giùm đi. Alo. Được. Ừ, bye bye. Lê Tâm nói hiệu trưởng kêu con tới câu lạc bộ cảnh sát ăn cơm với ba má cổ. Ở đó toàn là cảnh sát, vậy động cơ quá rõ ràng, họ muốn xử con như tội phạm gì đó. Nè, vậy thì ba cũng coi thường bản thân mình thôi. Cái này chính là binh pháp tôn tử, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái gì ba cũng nói hết rồi. Nè, hai cha con đừng cãi nhau nữa. Nè, tặng ba ba lời khuyên chân thành cho con nghe. Lời khuyên chân thành gì mà ghê gớm vậy? Nè, nghe nè. Một, mạnh mẽ xuất quân, thua người không thua thế, trang bị cho bản thân trước, lấy hết điểm ấn tượng. Hai, bốn lượng đẩy ngàn cân, hả? Nói nhiều sai nhiều, cho nên không cần thiết thì đừng có nói. Không dám chắc thì suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Không tin tưởng, để dành lần sau rồi mới nói. Ba, cho dù họ kêu cứu con thế nào cũng được, con phải nhe hàm răng ra, tươi cười che xấu, chắc chắn họ không làm gì được con. Chiêu này chính là trong ký công quy ba, dội ngược lại họ. Nè, nè nè nè, lời khuyên chân thành nó hết rồi, tập đi tập đi. Tập cái gì chứ? Người là nghệ thuật đó, không cần tập trước sao được. Nhanh lên. Cha chết sao, cười gì kỳ cục vậy, làm lại đi. Giả tình giả nghĩa, giả ra mặt làm sao mà được chứ, làm lại đi. Nè, phải làm sao thì mới được chứ. Muốn cười tươi phải xuất phát từ tâm, có nghĩa là dù gạt cũng phải gạt cho thật lòng chứ. Là cảnh giới cao nhất, bản thân mình thấy mình cười luôn cả bản thân cũng có thể bắt lừa. Thôi bỏ đi, con nhất định không đạt được cảnh giới cao nhất của ba rồi. Con làm chính mình thì được. Câu cuối cùng con nói đúng lắm đó, làm lại chính mình đi ha. Có nghĩa là dù gạt cũng phải gạt thật lòng. Sau khi gạt nó xong rồi con mới bỏ nó. Cái gì? Nè, sao phải bỏ cổ chứ? Lý do đơn giản lắm, ba thích con quay lại với con Giang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.